Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì hội thảo thúc đẩy hình thành đô thị động lực thông minh, kết nối khu vực và thế giới. Cùng tham dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân quận huyện. Tại hội thảo, các chuyên gia đến từ Tập đoàn Công nghệ CMC đã trình bày giới thiệu về khung chuyển đổi số, bộ giải pháp phục vụ chiến lược chuyển đổi số liên quan đến tài nguyên môi trường, nông nghiệp, thông tin và truyền thông, quy hoạch và xây dựng, giao thông vận tải, văn hóa du lịch, giáo dục đào tạo, y tế, an ninh quốc phòng và các giải pháp điện toán đám mây, bảo mật, hỗ trợ thành phố Cần Thơ đạt hiệu quả chuyển đổi số một cách nhanh nhất. Đây là hội thảo có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn thành phố Cần Thơ đang trong quá trình cùng cả nước thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Qua đó giúp lãnh đạo thành phố Cần Thơ và sở ngành địa phương có thêm thông tin hữu ích, là nguồn thông tin tài liệu tốt phục vụ cho việc nghiên cứu triển khai chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh. Phát biểu kết luận, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Tập đoàn Công nghệ CMC triển khai nghiên cứu, khảo sát thực trạng chuyển đổi số các ngành địa phương thành phố Cần Thơ để đánh giá cụ thể tình hình và tư vấn đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế phát triển của thành phố. Các sở ban ngành địa phương tích cực chủ động phối hợp Tập đoàn Công nghệ CMC trong việc nghiên cứu các cách tiếp cận đổi mới, sáng tạo từ các giải pháp công nghệ số để nghiên cứu áp dụng cho ngành địa phương mình trong thực hiện chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh.